Trăng không có đây, chúng ta phỏng vấn anh cậu. Anh đã dòm ngó mặt trăng xinh đẹp phóng khoáng, dở dịp nhà cửa của bọn em bao lâu rồi? Dòm ngó, tuy là mập mờ rất hay ho, nhưng yêu đương vui hơn mà. Mặt trăng của bọn em đã tỏ tình danh rồi, anh mau chút lấy thời cơ đi. Ái muội, khoan đã, đã tỏ tình rồi à? Không phải em ấy nói là vẫn muốn mập mờ thêm nữa à? Anh cũng biết mặt trăng thích Lăng Tiêu à? Biết lâu rồi. Anh muốn nói rõ với em ấy, anh có thích một người rồi. Người anh thích không phải mặt trăng à? Không phải à? Vậy anh nói anh thích đàn em hồi cấp 3. Trời ạ, đừng nói là em nhé. Khoan đã, đàn em hồi cấp 3. Ai vậy? Sao em không biết? Em ăn xong rồi. Mới đó đã ăn xong rồi. Lý Tim Tim lại làm sao vậy? Anh nghĩ chắc đang giận Lăng Tiêu. Rõ ràng đã nói ngày giỗ của cô sẽ về. Đàn em là ai thế? Là ai thế? Ra phòng làm việc à? Anh đi làm à? Ừ, đi làm. Hôm nay chủ nhật mà. Anh phải đi làm liên tục 7 ngày. Ồ, anh xuống trước đi, em quên cầm điện thoại rồi. Đang ở trong tay em. Anh ơi, bình tĩnh. Chuyện tối qua em uống say quá, không nhớ gì hết. Anh xin lỗi chuyện tối qua, giờ anh không kềm chế được mình. Nhưng chắc em hiểu ý anh. Em suy nghĩ thật kỹ đi. Em suy nghĩ gì chứ? Anh tỉnh táo lại đi. Chúng ta là anh em, không phải anh em ruột, nhưng hơn cả anh em ruột. Từ nhỏ ăn chung một nồi, ngủ chung một giường, chúng ta là người một nhà. Vẫn chưa đủ, đủ lắm rồi mà. Anh muốn xây dựng mối quan hệ mà xét từ mặt pháp luật và trật tự xã hội thuần phong mỹ tục, đều có thể trở thành người nhà với em và bố Lý. Chỉ khi sau này chúng ta kết hôn mới thực sự là người nhà. Kết hôn gì chứ? Hai chúng ta sao mà kết hôn được? Em chia tay với Trịnh Thương Nhiên đi. Em không chia tay, không kết hôn với anh.
Anh đứng đây làm gì? Em đến là lén lút làm gì? Hôm qua em có để nửa trái dưa hấu trong tủ lạnh. Tới đây. Anh, hôm nay em đã nghỉ cả ngày rồi. Nghĩ kỹ rồi à? Ừ. Chúng ta sống chung với nhau từ nhỏ, cùng lớn lên bên nhau, nền tảng tình cảm của chúng ta vô cùng vững chắc, còn thân hơn cả họ hàng. À không, không thể nào so được luôn. Cho nên chắc là anh nhầm lẫn giữa tình thân với tình yêu. Anh không phải em. Rõ ràng chỉ là bạn mà cứ phải yêu đương với nhau. Đang nói anh mà, lôi em vào làm gì? Không phải. Anh nghĩ kỹ xem. Những năm qua anh sống ở chỗ mẹ anh, chắc là trong lòng anh thấy có chút xíu gì đó áy náy với em. Thế rồi anh lại về Singapore một chuyến. Anh có phải là chịu đả kích gì không? Tự dưng cảm thấy thích em. Với cả anh vốn bắt chứng lo âu, có phải là gì hồi cấp 3? Lúc đó anh từng nói sau này anh sẽ cưới em. Đó chỉ là đùa thôi mà. Từ đó anh đã quyết định ruột ở giữa trái dưa hấu, cơm cháy dưới đáy nồi, thịt hai bên mang cá, tủy trong xương ống, nhân bánh bao, anh để lại cho em ăn hết. Hồi nhỏ em nhặt anh về nhà, cả đời này anh là người của em. Ngọt không? Nói xong rồi à? Kiếp trước đúng là mắc nợ anh ấy mà. Làm sao thế?